Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trong chương trình thời sự ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân huyện Than Uyên tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa 21. Nói chuyện chuyên đề trong công nhân viên chức lao động với chủ đề vị trí vai trò của người phụ nữ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tọa đàm thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và mua bán người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 3, Hội đồng Nhân dân huyện Than Uyên đã tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp nhằm thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, góp phần vào sự phát triển của huyện trong giai đoạn tới. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Than Uyên đã được nghe, xem xét và cho ý kiến 4 dự thảo nghị quyết về các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội như dự thảo nghị quyết phân bổ nguồn kinh phí chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023. Dự thảo nghị quyết giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Dự thảo nghị quyết phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu, 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm vốn sự nghiệp và các chế độ chính sách năm 2023 và dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Than Uyên. Qua đó, với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết đề ra. Kết thúc kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Than Uyên cũng đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân huyện, các phòng ban ngành, Hội đồng Nhân dân các xã, thị trấn, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện vừa ban hành, đảm bảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Sáng ngày 28 tháng 3, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề trong công nhân viên chức lao động với chủ đề vị trí vai trò của người phụ nữ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Dự buổi nói chuyện có đại diện lãnh đạo một số sở ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh, cán bộ chuyên trách Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố, công đoàn ngành, công đoàn viên chức và các đoàn viên công đoàn. Tại buổi nói chuyện, gần 300 cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động của các công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố, công đoàn ngành y tế, giáo dục, công đoàn viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được nghe chuyên gia Khuất Thu Hồng, tiến sĩ tâm lý, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội chia sẻ, trao đổi các nội dung của chuyên đề vị trí vai trò của phụ nữ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong chuyên đề này, chuyên gia đi sâu phân tích, trao đổi về thành công và hạnh phúc của phụ nữ, những quan niệm chung ở Việt Nam về người phụ nữ hạnh phúc, thành công, vai trò, sự cần thiết của việc xây dựng đức tính tự tin, tự lập, vị tha của người phụ nữ trước những ảnh hưởng của các vấn đề xã hội hiện nay nhằm khẳng định vị trí trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Kỹ năng kinh nghiệm quản lý giáo dục con trong thời đại 4.0, nhất là trước tác động của mạng xã hội. Buổi nói chuyện là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động của tổ chức công đoàn. Chiều ngày 28 tháng 3, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức Plan tổ chức tọa đàm thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và mua bán người. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội ISDS, đại diện một số sở ban ngành đoàn thể tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, các em học sinh của hai huyện Sìn Hồ và Phong Thổ. Đây là hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ dự án tăng cường nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về tảo hôn và mua bán người thông qua công nghệ số, gọi tắt là dự án Em Vui, được Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội ISDS và Tổ chức Plan International tại Việt Nam cùng thực hiện. Tại tỉnh Lai Châu, dự án Em Vui được triển khai ở 8 xã thuộc huyện Sìn Hồ và Phong Thổ. Đây là không gian kỹ thuật số nhằm trang bị cho trẻ em gái, trẻ em trai và nam nữ thanh niên dân tộc thiểu số kiến thức và kỹ năng để các em có thể chủ động, tự tin phòng tránh tảo hôn và nạn mua bán người. Theo đó, dự án được xây dựng như một diễn đàn thân thiện và tin cậy với nhiều thông tin bổ ích, lý thú để các bạn thanh thiếu niên tham gia học tập, giao lưu, chia sẻ kiến thức. Đây còn là một không gian mở hướng đến sự kết nối, thu hút sự tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức hiệu quan cùng sử dụng và lan tỏa các thông điệp, kiến thức hữu ích cho các bạn thanh thiếu niên ở khắp mọi miền của đất nước.
Tại buổi tọa đàm, các bạn thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh đã được đối thoại với các nhà hoạch định chính sách, chính quyền và các cơ quan chức năng, ban ngành liên quan về các nội dung liên quan đến quyền trẻ em, phòng tránh tảo hôn và mua bán người, cơ hội để trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bình đẳng, toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập của ngành giáo dục huyện Tam Đường đã dần thay đổi phương pháp giảng dạy học tập từ truyền thống sang phương pháp giảng dạy tích cực, giúp người dạy và học phát huy được khả năng tư duy sáng tạo, chủ động, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Phóng sự sau đây sẽ thể hiện nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Không đơn thuần sử dụng những dụng cụ học tập truyền thống, các tiết học của các em học sinh trường tiểu học thị trấn Tam Đường được các thầy cô trình chiếu trên màn TV với những video hình ảnh, âm thanh sinh động. Vì thế mà bài giảng của giáo viên đã tạo ra sự cuốn hút, hứng thú đối với các em học sinh. Khi mà cô trình chiếu bài giảng trên TV, trên máy chiếu thì là giúp con hiểu biết sâu hơn về bài giảng của cô giáo. Bình thường thì học chỉ nghe cô giáo giảng không thì rất là khó hiểu và chán ạ. Nhưng mà khi được học như thế này thì lại cảm thấy rất là vui và dễ hiểu bài hơn ý ạ. Là một giáo viên mà chúng tôi đang trực tiếp giảng dạy thì chúng tôi thấy cái thuận lợi cho cái việc chuyển đổi số để ứng dụng công tin trong dạy học ấy thì là có rất nhiều thuận lợi. Thuận lợi thứ nhất là được cung cấp những cái hình ảnh mà những cái trang thiết bị rất là cần thiết đối với người dạy và thứ hai là đối với người học. Thứ hai nữa là học sinh được trực tiếp quan sát cái những hình ảnh và những cái đưa ra những cái ví dụ cụ thể để cho học sinh dễ dàng tiếp thu được kiến thức rồi là vận dụng được cái kiến thức thực tế vào cái thực tế rất là tốt. Tiếp theo nữa là giáo viên cũng đã sử dụng cái công nghệ thông tin này vào trong cái quá trình dạy học của mình thì cảm thấy rất là nhàn và không phải mất nhiều cái thời gian để mình viết bài lên bảng, rồi không phải mất cái thời gian để mình gắn những cái tranh ảnh lên bảng nữa và có rất nhiều những cái đồ dùng rất là thiết thực để phục vụ trong cái quá trình dạy và học. Những năm học gần đây, trường tiểu học thị trấn Tam Đường đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý và giảng dạy. Nhà trường đã được đầu tư trang thiết bị máy tính, TV, mạng Internet tốc độ cao đến từng lớp học. Hiện nay, 100% giáo viên sử dụng giáo án điện tử ký số, các kế hoạch văn bản điều hành, chỉ đạo của ban giám hiệu đều sử dụng bằng văn bản mềm, không dùng văn bản giấy. Thực hiện cái nghị quyết 09 của Đảng Bộ Nhân dân tỉnh Lai Châu trong công tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, và tiến tới giai đoạn 2030 thì nhà trường đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện trong công tác chuyển đổi số như ứng dụng các cái công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý, đó là sử dụng các cái phần mềm trong công tác thống kê, công tác phổ cập cũng như là công tác ứng dụng vào trong việc giảng dạy, đánh giá giáo viên cũng như là học sinh. Thì nhà trường thực hiện chỉ đạo quyết liệt một số cái nội dung như là tổ chức công tác tập huấn, nâng cao nhận thức, trình độ của giáo viên qua các cái hệ thống phần mềm như là tập huấn VnEdu, rồi là nhà trường ứng dụng các cái công nghệ thông tin trong cái dạy học, ví dụ như là sử dụng các cái phần mềm Boy để sử dụng trình chiếu dạy học và phát huy cái việc học tập của học sinh nhằm nâng cao cái chất lượng giáo dục trong cái giai đoạn hiện nay, cũng như là nhằm đáp ứng được cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường có 35 trường, 630 lớp với 16.004 học sinh, xác định ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ hàng đầu. Những năm qua, ngành giáo dục huyện Tam Đường đã tăng cường đầu tư mua sắm máy tính và các trang thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học. Năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp 110 máy tính cho phòng tin học, 19 TV, 53 bộ thiết bị dạy học tối thiểu dành cho lớp 3, 13 bộ thiết bị dạy học tối thiểu dành cho khối 7. Các phòng máy tính phục vụ dạy học đã được nối mạng Internet cáp quang tốc độ cao. 100% lớp dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được trang bị TV thông minh, màn hình rộng, phục vụ công tác dạy và học. 100% đơn vị trường có phòng học trực tuyến để phục vụ cho công tác quản lý dạy và học. Ngoài ra, việc giảng dạy được lồng ghép công nghệ STEM giúp học sinh có thể giải quyết được các bài toán khó cũng như khám phá nhiều hiện tượng trong cuộc sống trực quan nhất. Các trường triển khai và tổ chức
các cuộc thi trên Internet cho học sinh như Trạng Nguyên Tiếng Việt, cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet đã thu hút được đông đảo các em học sinh tham gia. Phòng giáo dục xác định là chuyển đổi số là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, và trên cơ sở những cái văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện thì phòng giáo dục đào tạo đã xác định là chuyển đổi số phải giải quyết một số cái vấn đề. Thứ nhất là phải đem lại cái hiệu quả cho người học và trực tiếp là giáo viên. Và với cái nhiệm vụ này thì chúng tôi đã tổ chức triển khai đồng bộ các cái giải pháp, cái nhiệm vụ để thực hiện chuyển đổi số. Trước tiên là chuyển đổi số trong quản trị trường học. Thì chúng tôi chỉ đạo các đơn vị trường là 100% các đơn vị trường và phòng đã sử dụng các cái phần mềm quản lý trường học để số hóa các cái tài liệu, và trên cơ sở đó để chỉ đạo thông suốt từ phòng đến trường và sử dụng các cái phần mềm quản lý văn bản. Và đến thời điểm này là 100% các cái văn bản của phòng đã được số hóa và chỉ đạo thông suốt đến các đơn vị trường. Tiếp nữa chúng tôi cũng đã đầu tư các cái thiết bị phòng học trực tuyến để họp trực tuyến và tổ chức cái sinh hoạt chuyên môn trực tuyến. Cái nội dung thứ ba đó là tất cả các cái dịch vụ công là chuyển trường là chúng tôi đã thực hiện trên cái môi trường mạng, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho học sinh. Và tiếp nữa là chuyển đổi số của chúng tôi là tuyển sinh đầu cấp là chúng tôi cũng thực hiện là trực tuyến để đảm bảo cái hiệu quả và cái tiện lợi cho học sinh. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nó sẽ làm cho cái chất lượng giáo dục được nâng lên. Như vậy là mọi cái công việc điều hành nó cụ thể, nó sát thực tế và nó khoa học hơn. Cái thứ hai nữa là học sinh được tiếp cận trên nhiều cái nguồn tài liệu khác nhau và mọi lúc mọi nơi. Nên là nếu chúng ta chuyển đổi số thành công thì cái chất lượng giáo dục sẽ được nâng lên. Để đẩy mạnh chuyển đổi số, thời gian tới, ngành giáo dục huyện Tam Đường tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn ngành để nắm được tầm quan trọng của chuyển đổi số và cùng nhau xây dựng văn hóa số trong giáo dục, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tới toàn thể cán bộ quản lý giáo viên trong toàn ngành nhằm hướng tới mục tiêu thực hiện thành công chuyển đổi số trong giáo dục. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng đồng bộ, thiết bị công nghệ thông tin, thiết thực, phục vụ dạy và học, đồng thời triển khai mạng xã hội giáo dục có sự kiểm soát và định hướng thống nhất, tạo môi trường số kết nối, chia sẻ giữa cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, gia đình, giáo viên và học sinh. Thưa quý vị, Nghị định số 28 của Chính phủ được triển khai đã giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn của huyện Tân Uyên được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Từ nguồn vốn này đã tiếp sức cho nhiều nông dân trên địa bàn có cơ hội triển khai thực hiện những mô hình về trồng trọt chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững. Phản ánh chi tiết của phóng viên thời sự. Gia đình chị Phan Thị Mấy, bản Hòa Hợp, thị trấn Tân Uyên, trước đây chỉ phụ thuộc vào 2.000 m2 chè san tuyết. Nhưng sản lượng không cao, bởi không có tiền mua phân bón để chăm sóc, nên cây chè cằn cỗi, khiến vợ chồng chị rất trăn trở. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2022, thông qua tổ vay vốn và tiết kiệm của bản, gia đình chị Mấy biết đến nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội theo Nghị định 28. Hai vợ chồng chị quyết tâm vay 100 triệu đồng để chuyển đổi nghề. Có vốn, gia đình chị mua 3 con trâu sinh sản về phát triển kinh tế gia đình. Để đàn trâu sinh trưởng và phát triển tốt, gia đình chị Mấy thường xuyên vệ sinh chuồng trại và đảm bảo đủ dinh dưỡng cho đàn trâu. Vì vậy, so với các hộ trong vùng, đàn trâu nhà chị Mấy sinh sản tốt hơn. Từ 3 con trâu ban đầu, sau mấy tháng đã phát triển lên 4 con. Tôi trước đây là trồng chè nhưng mà không hiệu quả, nên là chuyển đổi sang mua trâu về nuôi. Xong là bây giờ cũng được, trước đây là mua 3 con nhưng bây giờ nó đẻ thêm 1 con rồi. Thì gia đình cũng rất là vui vì đã ngân hàng chính sách đã cho gia đình vay và gia đình rất là vui vì bây giờ đã đẻ thêm được 1 con trâu rồi. Với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, thời gian qua, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Uyên đã đặt 10 điểm giao dịch cố định tại 100% các xã thị trấn và thực hiện giao dịch vào ngày, giờ cố định. Đồng thời, thường xuyên củng cố kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân đến giao dịch. Đặc biệt, khi Nghị định 28 có hiệu lực, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện
cho các hộ nghèo, cận nghèo thụ hưởng nguồn vốn vay theo đúng đối tượng. Từ khi triển khai Nghị định 28 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Uyên đã giải ngân được 10,5 tỷ đồng để chuyển đổi nghề và cải tạo đất sản xuất để vươn lên xóa đói giảm nghèo. Với cả bà con đã được vay vốn với nguồn Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai được cái nguồn rất là ưu đãi được Nghị định 28. Là ngày xưa thì cũng toàn là vay về trồng chè nhưng mà năng suất chè thì nó hơi thấp. Nên là cũng đã chuyển đổi nghề cho bà con là mua trâu để sinh sản cho bà con thoát cái hoàn cảnh khó khăn đói nghèo để cho bà con để vươn lên trong cuộc sống. Qua cái nguồn vốn cho vay này thì chúng ta qua kiểm tra giám sát và cũng đã thấy bà con sử dụng nguồn vốn rất là đúng mục đích và có hiệu quả kinh tế, góp phần cho gia đình là góp vươn lên phát triển và cũng tạo điều kiện cho phát triển kinh tế trên địa bàn để thoát đói, xóa đói giảm nghèo. Có thể thấy, nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ chuyển đổi nghề, đất sản xuất theo Nghị định 28 của Chính phủ, của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Uyên đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn có vốn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, từng bước nâng cao đời sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thư gửi cán bộ ngành ngân hàng năm 1965, Bác Hồ đã căn dặn, cán bộ ngân hàng phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư, thấu suốt hơn nữa đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu học tập lý luận và nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân được nhiều và tốt hơn. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lai Châu đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh hàng năm và cả nhiệm kỳ. Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lai Châu có 3 tổ đảng với tổng số 23 đảng viên. Chi bộ đã xác định việc nâng cao chất lượng hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài. Từ đó cấp ủy đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, bám sát hướng dẫn chỉ đạo cấp trên để xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 và các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến 100% cán bộ, đảng viên và người lao động. Thực hiện cái kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện cái chỉ thị số 05 về thực hiện và là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và tổ chức để cho 100% đảng viên và quần chúng thực hiện cái đăng ký học tập làm theo và noi gương năm 2023. Qua cái việc quán triệt học tập và cái chuyên đề của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì cán bộ đảng viên và quần chúng đã thấy được cái trách nhiệm của mình đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng cơ quan văn hóa và đã tích cực nêu gương cũng như là học tập và làm theo Bác những cái điều ở trong các cái chuyên đề của năm cũng như là quý. Sau các đợt học tập, cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện, phát động thi đua, làm theo Bác, gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước, bổ sung nội dung tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện của tập thể, cấp ủy hàng năm và cả nhiệm kỳ, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được quan tâm hơn, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng. Từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Với cương vị là bí thư chi đoàn, đồng thời cũng là một công chức Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu, thì tôi cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tu dưỡng rèn luyện năm 2023. Trong đó đã đề ra cụ thể các cái nội dung và thời gian để khắc phục những khuyết điểm tồn tại hạn chế của năm 2022 và đề ra những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2023. Ngoài ra thì với cương vị là bí thư chi đoàn thì tôi cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên. Bên cạnh đó thì tôi cũng thường xuyên là rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần để góp phần
xây dựng chi bộ cơ quan trong sạch vững mạnh. Thông qua thực hiện các chuyên đề hàng năm đã tạo sức lan tỏa tích cực trong học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lai Châu trong những năm qua. Kết quả năm 2022, tăng trưởng huy động vốn tại địa phương đạt 10,37% trên năm, dư nợ khối ngân hàng thương mại tăng 17,33% trên năm, vượt kế hoạch đề ra và đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2016 trở lại đây. Tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức là 1,13% tổng dư nợ, qua đó góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo ở địa phương. Đối với nội dung thực hiện cái chuyên đề mà học tập làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2023 ấy, thì bám sát là đối với nội dung mà của chi bộ đã xây dựng cái kế hoạch ngay từ cuối năm 2022 ấy, thì đối với lại đảng viên cũng như là công chức và quần chúng thì cái nội dung mà trước tiên mà chi bộ đã giao cho mỗi đảng viên, công chức và người lao động là phải thực hiện cái nội dung mà cam kết cũng như là cái nội dung mà xây dựng kế hoạch cá nhân, thực hiện cái kết luận số 21 gắn với học tập theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh ấy, thì là 100% rồi đảng viên rồi là quần chúng tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã thực hiện nghiêm túc cái việc xây dựng cái kế hoạch cá nhân trong cái các buổi sinh hoạt tại chi bộ định kỳ hàng tháng, thì mỗi cá nhân của đảng viên cũng phát huy được cái tính tự giác và tinh thần tự phê bình và phê bình cũng thẳng thắn và cũng đánh giá những cái nội dung mà kế hoạch mình xây dựng để thực hiện làm sao cho nó đảm bảo cái nội dung xây dựng mà cá nhân đảng viên quần chúng xây dựng thì được triển khai theo một cách hiệu quả nghiêm túc nhất. Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu đã vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tặng bằng khen cho đơn vị tiêu biểu xuất sắc. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Mường Tè đã tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được 88 đợt với trên 7.500 lượt người nghe. Cùng với đó, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng cho 706 hộ gia đình đảm bảo theo quy định. Công tác tuyên truyền bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt là bắt đầu vào mùa khô và các tháng mùa khô hanh, từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi người dân trên địa bàn huyện về công tác bảo vệ rừng, góp phần phát triển kinh tế dưới tán rừng, giảm nghèo bền vững. Hiện nay, diện tích cây ăn quả ôn đới của huyện Tam Đường gần 250 ha được trồng theo đề án phát triển cây ăn quả ôn đới trên địa bàn huyện từ năm 2013 đến nay, với các loại cây như là đào trên 78 ha, lê 120 ha và 46 ha mận, tập trung chủ yếu tại xã Hồ Thầu, Giang Ma và Nùng Nàng. Năm nay, diện tích cây ăn quả ôn đới cho thu quả chiếm khoảng 80% diện tích, với hiệu quả kinh tế mang lại trong mấy năm trở lại đây mà người dân trên địa bàn huyện Tam Đường đang tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Nhất là thời điểm này, bà con đang tích cực tỉa quả non. Với việc tích cực chăm sóc và điều kiện thời tiết thuận lợi như hiện nay, huyện Tam Đường phấn đấu thu hoạch 2.000 tấn quả từ cây ăn quả ôn đới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.